Quý cô bác và anh chị thân mến, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đắp, làm một được mười, vận may liên tục kéo đến, phúc lộc đề đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ thiên cơ, thần tài báo tin vui, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, vận may bùng nổ, lộc lá đầy nhà. Tiền của ùn ùn đổ về như nước lũ, đúng trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Quý cô bác tuổi Tân Sửu thân mến, cuộc sống này làm gì có con đường nào là thành công dễ dàng, chỉ có bước qua chông gai. Nhìn nhận rõ những việc cần làm thì mới đem lại cuộc sống tốt đẹp. Nhà mà bại phong do xa xỉ, người mà thất bại ắt bởi an nhàn, khiến người đời chê ghét hẳn do kiêu ngạo. Nhiều việc chỉ rõ ba kẻ thù lớn nhất của đời người, ai cũng cần biết để tránh ra và nâng tầm cuộc đời lên nấc thang mới. Tử vi học cũng nói rằng, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ thấm vào từng thớ thịt cho một Tân Sửu nào đó. Kể cả những thắng lợi do sự may mắn thì cũng cần hiểu hai điều. Một là người ta đã phải kiên trì cho đến lúc thời thông thế thuận thì mới nắm được vận may. Vì vận may mà vào tay người không có trình độ thì cũng chẳng nắm bắt được thời cơ nhiều phần. Hay là may mắn cũng là một phần của thực lực, nó không đến một cách tự nhiên mà do tổng hòa các hành vi, cũng là kết quả của những sự lựa chọn của Tân Sửu trong quá khứ. Với một Tân Sửu, ác cô bác đã chịu thiệt thật nhiều, ác cô bác đã vất vả thật lắm, ác cô bác đã nhiệt tình vì người mà để lợi ích của bản thân xuống dưới. Lắm lúc ngậm đắng nuốt cay, nên cái may mắn cô bác hưởng sắp tới nó đến từ những thiện lành mà cô bác đã trao đi, cũng là một loại thực lực của bản thân. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 về vận trình tử vi chi tiết năm tháng cuối năm 2024 âm lịch. Để quý cô bác nắm được thiên cơ đổi mệnh phát tài, gặp hung quá cát, đón lành tránh dữ cho năm tháng cuối năm 2024 vẹn toàn, giàu sang sung sướng, tiền bạc rủng rỉnh đổ về túi như thác lũ, cuốn trôi những nghèo khổ, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu to. Vậy cụ thể vận trình tử vi chi tiết như thế nào, cô bác tuổi Tân Sửu cần làm gì để tài vận hanh thông trong năm tháng cuối năm này, thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi chi tiết ngay dưới đây. Người tuổi Tân Sửu sinh 1961 là tuổi con trâu, thuộc lộ đồ chi ngưu, sở hữu bản tính mạnh mẽ, độc lập và kiên định. Họ nổi tiếng với ý chí thép, khả năng chịu đựng cao và tinh thần trách nhiệm lớn. Tân Sửu 1961 luôn tự tin vào bản thân, có khả năng tự lập cao và không ngại đương đầu với khó khăn. Họ luôn đặt ra một mục tiêu rõ ràng và nỗ lực hết mình để đạt được thành công. Với bản tính kiên định và quyết đoán, Tân Sửu luôn đi đến cùng mục tiêu đã đề ra, họ không dễ dàng thay đổi quyết định và luôn nỗ lực để hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất. Tân Sửu sở hữu khả năng chịu đựng, họ có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Tân Sửu luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân, họ luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao và luôn sống thật với chính mình và với người khác. Họ ghét sự dối trá và luôn đề cao sự trung thực. Tân Sửu luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động, đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Họ cẩn trọng trong lời nói và hành động, tránh gây tổn thương cho người khác, nhờ bản tính mạnh mẽ, kiên định và ý chí thép. Tân Sửu thường gặt hái được nhiều thành công trong công việc,
Họ có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, biết cách truyền cảm hứng và dẫn dắt mọi người cùng nhau phát triển. Tân Sửu là những người cẩn trọng trong việc chi tiêu, họ biết cách quản lý tài chính một cách hiệu quả, nhờ vậy, họ thường có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tân Sửu là những người chung thủy, hết lòng vì gia đình, họ luôn dành thời gian cho vợ con và luôn cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình. Xét tổng quan vận trình tử vi trong năm tháng cuối năm 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Vận trình năm tháng cuối năm 2024 của Tân Sửu được dự báo là đầy khó khăn và áp lực. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để biến áp lực thành kim cương, tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp, đồng thời mở ra hướng tài lộc phồn thịnh hơn. Vấn đề Tân Sửu cần tập trung giải quyết trong năm tháng cuối năm 2024 là khả năng cân bằng cảm xúc và duy trì tinh thần ổn định. Tử vi tuổi Tân Sửu trong năm tháng cuối năm 2024 cũng dự báo sẽ có sự thay đổi và định hướng mới trong công việc. Nơi làm việc và môi trường sống có thể thay đổi, tuy nhiên, tình cảm gia đình không được thuận lợi. Sau đây sẽ là cụ thể vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong nửa âm lịch cuối năm 2024. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong năm tháng cuối năm 2024. Xem tử vi năm tháng cuối năm 2024 cho thấy Tân Sửu cần quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt chú ý tới các vấn đề về xương khớp và huyết áp. Luận vận hạn của tuổi Tân Sửu trong năm tháng cuối năm 2024 cho hay, cô bác cần cẩn thận khi lái xe và chú ý để đau ốm được điều trị và phục hồi nhanh chóng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong năm tháng cuối năm 2024. Xem tử vi năm tháng cuối năm 2024 cho thấy, người tuổi Tân Sửu có thể có tin vui, tuy nhiên tình cảm giữa vợ chồng không được tốt, có thể xảy ra xung đột. Gia đạo gặp những chuyện buồn phiền, Tân Sửu cần hạn chế các mối quan hệ bên ngoài và kiên nhẫn để tạo sự hòa hợp trong gia đình. Trong năm tháng cuối năm, tuổi Tân Sửu về mặt tình duyên sẽ trải qua những thăng trầm đầy đủ, cả sự may mắn và khó khăn. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong năm tháng cuối năm 2024. Đối với cô bác làm việc tự do, trong năm tháng cuối năm 2024, bản mệnh sẽ có những kế hoạch và hướng đi mới. Tuổi Tân Sửu cần tìm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư để đạt được thành công. Đối với người làm trong nhà nước, thì năm tháng cuối năm nay nên tránh thay đổi công việc và không nên mưu cầu danh vọng. Đối với người kinh doanh, buôn bán, trong năm tháng cuối năm 2024 sẽ có cơ hội mở rộng đường kinh doanh và có may mắn trong buôn bán. Tuy nhiên, cũng cần cẩn trọng và không mở rộng quá nhanh để tránh gặp khó khăn. Người tuổi Tân Sửu nên tìm lĩnh vực kinh doanh phù hợp, nghiên cứu kỹ về các mặt hàng và khu vực kinh doanh. Đối với người bắt đầu công việc mới, Tân Sửu có thể gặp một số khó khăn và không đạt được thành công như kỳ vọng. Thời điểm năm tháng cuối năm 2024 này, Tân Sửu nên tập trung đầu tư vào các dự án nhỏ, không nên đầu tư quá lớn để tránh gặp khó khăn, cũng như có thể hợp tác đầu tư với người khác. Trong năm tháng cuối năm 2024, Tân Sửu sẽ tỏa sáng bằng tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo xuất sắc, thu hút sự chú ý từ đồng nghiệp và cấp trên. Thời gian này, Tân Sửu cần ưu tiên quan tâm tới mối quan hệ với người khác, tinh thần đồng đội sẽ hỗ trợ bản mệnh đạt được thành công trong sự nghiệp. Ngoài những thuận lợi, Tân Sửu vẫn có nhiều khó khăn chờ đợi, cơ hội thăng tiến không nhiều và sự cố chấp cũng như tư tưởng cũ kỹ có thể khiến Tân Sửu khó thích nghi với sự thay đổi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong năm tháng cuối năm 2024. Theo các bậc thầy tử vi, trong năm tháng cuối năm 2024, Tân Sửu sẽ phải đối diện với ảnh hưởng của phá thái tuế và sự hiện hữu của hung tinh, mang đến những thách thức về tài lộc và tiền bạc, có nguy cơ mất mát tài chính đột ngột. Đối với nữ mệnh tuổi Tân Sửu, bản mệnh vẫn có nhiều điểm sáng về tài chính nhờ có sự che chở của thái âm. Những người tuổi Tân Sửu làm công việc ổn định có khả năng kiếm thêm từ công việc bán thời gian hoặc bắt đầu những cơ hội mới. Thành công trong công việc có thể mang lại thu nhập ổn định và tiềm năng tăng trưởng tài chính. Tuy nhiên, trong năm tháng cuối năm 2024 này, Tân Sửu nên ưu tiên phát triển cá nhân và cải thiện năng lực chuyên môn. Tử vi tuổi Tân Sửu trong năm tháng cuối năm 2024 cho biết,
bản mệnh cần đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro, tránh mạo hiểm và đầu tư quá mức. Tân Sửu không cần quá lo lắng, những thử thách, khó khăn sẽ trở nên dễ chịu hơn khi được sao lành phúc đức chiếu mệnh. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 cho người tuổi Tân Sửu sinh 1961. Tử vi tháng 8 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Xem tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Sửu cho thấy, bản mệnh hãy tự tin phát huy những điểm mạnh của mình. Bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, trở thành một điểm sáng trong tập thể khiến lãnh đạo phải chú ý và tạo cơ hội để cân nhắc. Cục diện tam hợp đem tới nhiều điểm sáng cho công việc của bạn. Bạn phát huy được ưu điểm của mình như tập trung nghiêm túc, có trách nhiệm, nên tránh được nhiều sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn. Chắc chắn lãnh đạo sẽ rất ấn tượng với những việc bạn đã làm và sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, tương lai sẽ giữ một vị trí cao hơn trong tập thể. Đối với người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình, nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Hãy mạnh dạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch của mình, bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công hay được đánh giá cao đến mức nào, bản mệnh cũng không được cho mình cái quyền kiêu căng, coi thường người khác, bởi hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ chờ bạn sơ sẩy là rắc rối sẽ xảy ra. Con giáp này nên chú ý đến cách hành xử với mọi người xung quanh, đặc biệt là cần nói năng cẩn trọng, có cách ứng xử linh hoạt, phù hợp với những tình huống khác nhau. Bạn không nên tỏ vẻ coi thường người khác, coi thường những công việc quen thuộc kẻo sẽ rất dễ vướng vào những khúc mắc không đáng, khiến hình tượng của bản thân bị ảnh hưởng. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Sửu thấy rằng, con đường tài lộc của người tuổi Tân Sửu cũng có những điểm sáng đáng kể. Bạn có thể thu tiền về đầy túi, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Đối với người làm công ăn lương, những thành tích cao trong sự nghiệp giúp bạn sở hữu một túi tiền rủng rỉnh. Chắc hẳn chẳng có lãnh đạo nào lại keo kiệt không dành phần thưởng cho một nhân viên xuất sắc như bạn cả. Khi có khoản tiền hậu hĩnh trong tay, bạn lại càng cảm thấy có động lực hơn và tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Đối với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân, nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại. Bạn có đội ngũ khách hàng thân thiết và trung thành, nên khoản tiền thu vào túi lúc nào cũng ổn định, không phải sợ hãi trước sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên, cũng có những lúc con giáp này cần để ý đến cách hành xử của mình, chớ nên cư xử một cách cứng nhắc hoặc chủ quan, coi thường những công việc đã quá quen thuộc, mọi điều bất trắc vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế cứ cẩn thận vẫn hơn. Tháng này, tình trạng sức khỏe suy giảm sẽ khiến cho bản mệnh phải tốn thêm một khoản tiền chạy chữa, do đó, tốt nhất khi cầm tiền trong tay, bạn chớ nên tiêu xài hoang phí, hãy luôn để dành một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ, để khi sự cố không mong muốn xảy ra, bạn sẽ không rơi vào cảnh bị động. Dù các phương diện khác trong cuộc sống đều có dấu hiệu phát triển đi lên, song tình trạng sức khỏe của người tuổi Tân Sửu lại đang dần suy giảm. Con giáp này cần nhắc mình duy trì lối sống điều độ, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn, không nên làm việc quá sức kẻo dễ ngã bệnh. Hung tinh Bạch Hổ xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo bản mệnh có thể vướng vào họa huyết quan trong tháng này. Vì thế, bạn cần đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc là khi lao động chân tay, tránh làm việc khi mệt mỏi, thiếu tập trung kẻo gây ra sự cố đáng tiếc. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi bất thường, con giáp này cũng không nên giấu bệnh mà cần phải sắp xếp thời gian đi khám ngay. Phát hiện bệnh càng sớm thì quá trình chữa trị càng đơn giản, nhanh chóng và ít tốn kém hơn. Khẩu khuyết, công việc thuận lợi, bạn nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Quý nhân của bạn là tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là vàng và cà phê. Tử vi tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Tân Sửu cho thấy, phương diện công việc của bạn đạt được những thành tựu nhất định. Nhờ sự nỗ lực sau một thời gian dài, cũng có thể nhìn thấy trái ngọt đủ để khiến bạn tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Thời gian đầu tháng có thể do ảnh hưởng của Nguyệt lệnh Lâm Mộ,
khiến cách xử lý vấn đề của con giáp này còn có nhiều cứng nhắc và thiếu sự linh hoạt. Trong quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng không thật sự suôn sẻ, vì đôi khi bạn tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu. May mắn là được cả thiên đức các tinh và chính ấn trợ mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm Tân Sửu nhận ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Rất may bạn tiếp thu vấn đề rất nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể, nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí sau khi hiểu ra vấn đề, con giáp này lại càng biết cách để tận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân, đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, cải thiện hiệu suất hiện tại ban đầu. Có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến, hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực, khiến bạn không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường, mà tuổi Tân Sửu sẽ thuộc về thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian mà tuổi Tân Sửu có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên, cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bản mệnh có thể xây dựng được bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp dự báo, đường tài lộc của Tân Sửu khá bình ổn, không có biến động lớn. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài. Thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Vì thế, thay vì tìm việc tay trái để làm, bạn có thể tập trung tinh lực để phát triển công việc chính. Kinh doanh buôn bán có lúc thăng trầm, lúc được lúc mất. Tháng này bạn có thể đầu tư nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước, may mắn được nhiều hơn mất. Bỏ vốn đầu tư bao nhiêu, tạm thời thu về thành quả tương xứng, dù chỉ ở mức hòa vốn, nhưng trong thời buổi nhiều khó khăn như vậy cũng được coi là tạm ổn, để bạn tiếp tục có động lực phấn đấu nhiều hơn. Đặc biệt chú ý, tháng có nguyệt lệnh mộ, ở Tân Sửu sẽ có thể khó tránh một số trở lực nhất định trên con đường làm giàu. Bản mệnh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó việc đã xảy ra, cũng đừng mãi lấn cấn, hãy dành thời gian tìm cách khắc phục hơn là than vãn. May mắn là có thiên đức các tinh soi chiếu, nên bản mệnh nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp, giữ đầu óc tỉnh táo, không để phạm phải những sai lầm quá nghiêm trọng. Trong tháng, phương diện sức khỏe của người tuổi Tân Sửu khá lý tưởng, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa gìn giữ được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian thì nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần của bạn phấn chấn hơn. Khẩu quyết: sau sự nỗ lực trong thời gian dài thì bản mệnh cũng có thể nhìn thấy trái ngọt. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là vàng và cà phê. Tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tân Sửu rất chăm chỉ, quyết tâm dồn thời gian của mình cho công việc nhưng mãi không thấy xong. Vì dường như mỗi lúc một nhiều thêm, có cảm giác bạn bị khối lượng công việc khổng lồ đè bẹp. Thế nhưng, đó là dấu hiệu cho thấy việc làm ăn kinh doanh của bạn đang đi đúng hướng. Nếu là người làm công ăn lương thì lúc này bạn được công nhận về năng lực của mình. Cơ hội thăng quan tiến chức xuất hiện khá rõ ràng. Tuy nhiên, nếu như công việc nhiều tới mức quá tải thì cũng nên xem xét lại, ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày. Khi cảm thấy quá sức thì nên nhờ hỗ trợ, nếu cần hãy nói điều bạn mong muốn và nên nói ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, trong cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư. Tam hội nâng đỡ để con giáp tuổi Tân Sửu hợp tác làm ăn có lợi trong tháng này, tuy nhiên, với lĩnh vực mà bạn không hiểu rõ thì cứ từ tốn, chỉ nên đầu tư một khoản nhỏ và tăng dần theo thời gian. Các quyết định vội vàng không hề tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhất bạch bay về cung chính đông, báo hiệu người mệnh này có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc, đi công tác mới mong gia tăng tài lộc về mình. Tuy vất vả nhưng khi đi thực tế và đánh giá tình hình chính xác, thì việc ra quyết định đầu tư mới không bị che mờ bởi cảm tính. Tháng này, có thể thấy cơ hội phát tài phát lộc đang tới, con giáp tuổi Tân Sửu nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần xốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng, nếu không muốn lỡ mất một cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc bạn triển khai. Tuy nhiên có dấu hiệu cho thấy các khoản chi của bản mệnh trong tháng này hơi nhiều, bao gồm cả tiền chi cho cưới hỏi, đám hiếu,
Mà chay, những khoản ngoài dự kiến này cũng đã ngốn của bạn một số tiền kha khá. Thời gian này, bản mệnh cũng bắt đầu có ý thức cao hơn về việc đầu tư tiết kiệm bên cạnh việc tích lũy hàng tháng. Bản mệnh còn tìm hiểu thêm về thông tin đầu tư. Bạn muốn hiểu rõ việc nên bỏ tiền vào đâu để sinh lời tốt và an toàn. Tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Sửu cho thấy sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh gây hại cho sức khỏe. Nhiều người vì không thể tập trung nên thường xuyên dùng tới cà phê và trà sữa. Những việc này đang âm thầm phá hoại sức khỏe của bạn đấy nhé. Thời tiết này lúc nóng lúc lạnh khá thất thường. Bạn nên mặc nhiều lớp để tùy tình huống mà thích nghi. Đừng để lạnh hay nóng quá, vì đó đều là nguyên nhân khiến bạn bị cảm. Nên ăn uống lành mạnh để gia tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng tránh bệnh theo mùa. Nếu thường xuyên đi xa vì lý do công việc thì cũng phải đề cao các phương án an toàn nhất, tránh xảy ra sự cố. Khẩu quyết: hãy đối xử hòa nhã với người khác để cho mình một con đường lui. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là vàng và hồng. Tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng người tuổi Tân Sửu có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những điều tích cực trong sự nghiệp xuất hiện vào tháng này. Dưới tác động của nhị hợp, bản mệnh có thể được phân công cho những công việc khá quan trọng, dù phải hơi vất vả một chút, song đó cũng là cơ hội để bạn khẳng định vị thế. Hãy luôn có cách lập kế hoạch và sắp xếp công việc một cách khoa học. Như vậy, bạn sẽ không rơi vào cảnh bối rối, không biết xử lý việc nào trước việc nào sau. Hơn nữa, làm việc có kế hoạch cũng sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, bởi đây là một kỹ năng rất quan trọng đối với bất kỳ ai. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng đem lại tác động tích cực, giúp công việc của bản mệnh thêm tiến triển trôi chảy hơn. Dù gặp phải đôi chút khó khăn, bạn cũng không cần phải lo lắng, bởi xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Có điều, nguyệt lệnh lâm suy cũng đem tới ít nhiều tác động tinh thần cho bạn. Con giáp này thường xuyên rơi vào cảnh lo lắng, áp lực, sợ rằng mình không thể hoàn thành được tốt nhiệm vụ được phân công. Theo tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Sửu cho thấy, những lúc như vậy bạn chớ nên ôm đồm mọi chuyện ở trong lòng. Hãy tâm sự với người thân, gia đình hoặc những người đi trước giàu kinh nghiệm. Như vậy, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy hướng giải quyết cho mình. Tài lộc của người tuổi Tân Sửu cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng trong khoảng thời gian này. Nhị hợp đem tới cho bản mệnh những đối tác và khách hàng triển vọng. Nhờ đó mà mọi việc tiến triển thuận lợi, thậm chí là vượt quá kỳ vọng. Bạn hãy tự tin phát huy thế mạnh của mình, nhiều khả năng sẽ được thị trường đón nhận rất tích cực. Đừng quá lo lắng vì những điều chưa xảy ra, bởi khó khăn thử thách xuất hiện cũng là lúc để bạn phát hiện điểm mạnh của mình hoặc tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn. Đối với người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Nhờ khoản tiền này bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không phải lo đến việc cháy túi. Nếu muốn tiếp tục cải thiện mức sống, bạn có thể sắp xếp thời gian cho các công việc làm thêm. Hãy tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi bắt tay vào làm để có thể kiếm được công việc phù hợp, được trả công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu có dự định bắt tay vào những lĩnh vực không quen thuộc, bạn có thể hỏi thêm ý kiến của người đi trước giàu kinh nghiệm, nhằm dễ dàng xác định hướng đi, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có. Tìm ra được phương hướng đúng đắn, bạn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Người tuổi Tân Sửu cần chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình trong tháng 11 âm lịch này, bởi dưới ảnh hưởng của cục diện nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực bởi công việc quá nhiều và bởi kỳ vọng quá lớn trong quá trình làm việc. Hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi đôi chút để giảm cường độ công việc. Nếu gặp khó khăn, bạn cũng hãy trao đổi hoặc là xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Khi tinh thần căng thẳng, bản mệnh nên ra ngoài hít thở bầu không khí, tâm sự với người thân để được gỡ rối, chớ ôm mọi chuyện trong lòng. Khẩu quyết: công việc thuận lợi, bạn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quý nhân của bạn là tuổi Tỵ và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là vàng và cà phê. Tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Tân Sửu hay còn gọi là tháng Cửu Mật, người tuổi này được dự báo là phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Vận trình tháng mới có thăng có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn thì mới mong tìm được hướng đột phá cho mình.
Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đới nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao, nên con giáp này phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, bạn tốt nhất nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ. Hiệu suất công việc có tốt hay không thì còn tùy thuộc vào sự tập trung vào nỗ lực của bạn tới đâu. Đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ. Tháng này nên hạn chế xử lý những việc lớn. Đặc biệt, tháng này tuổi Tân Sửu chịu tác động bất lợi của hung tinh Thái Tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh. Xuất hiện điểm báo có thể bị ganh đua, ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó, bạn càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc là mang việc về nhà để giải quyết. Dù có gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên trì thì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận được những lời khen từ cấp trên. Có thể bạn còn có được một phần thưởng hậu hĩnh nữa đấy. Tuy nhiên, hãy thận trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tuy công việc vẫn còn nhiều mối lo toan, sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của bạn. Bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình, nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình. Trong tháng cuối năm với đủ chuyện để phải lo như thế này, tháng này dù tuổi Tân Sửu không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng tình hình tài chính không quá ảm đạm. Cũng bởi vì bạn luôn có những khoản tích lũy dự phòng, nên kể cả không có khoản thu nào đáng kể vào trong tháng này thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương thưởng Tết bắt đầu đổ về túi. Tình hình khó khăn sẽ được giải quyết phần nào, bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các khoản kế hoạch sau Tết. Đối với người kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng chạp, đòi hỏi bạn phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp. Có như vậy lợi nhuận mới đổ về túi. Song tuổi Tân Sửu cũng đừng vội đưa ra những quyết định đầu tư vội vàng. Dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi tới thời điểm thích hợp hơn. Bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Do là tháng cận kề Tết Nguyên Đán nên nhu cầu sắm sửa tăng cao, bạn tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hùng hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lực gạt ở thời điểm cuối năm. Trong tháng này, sức khỏe của người tuổi Tân Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Bước vào tháng Sửu, thổ khí cực dương khiến thể trạng và tinh thần của bạn trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý tìm cách giải tỏa tinh thần để hạn chế tình trạng quá tải, vì đầu óc mãi lo nghĩ công việc và các vấn đề trong cuộc sống. Khẩu quyết, bản mệnh phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong có đột phá. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu cà phê. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, nóng giận là nguồn cơn của sân hận. Độ thứ ba theo triết lý Phật giáo là nhẫn nhịn, có thể hóa giải, học một điều thôi, có thể sinh trăm phúc, nên dạng lành, nhu hòa, kiềm chế bạo tính. Tu được chữ nhẫn, việc nhẫn được mà nhẫn là bình thường, việc không nhẫn được mà nhẫn ấy mới là tù. Hãy học Phật Di Lặc, bụng to miệng cười tươi tắn, tấm lòng quảng đại rộng rãi, không bao giờ cao có, đó chính là cảnh giới cao nhất của nhẫn. Học theo Phật Di Lặc, công phu này không có nghĩa là lúc nào cũng treo trên miệng nụ cười, giả dối, không thật lòng, bụng đầy oán giận mà thể hiện ra bên ngoài lại khác, đó không phải là nhẫn. Bất luận trong trường hợp nào, đều chân tâm, không đeo mặt nạ, không cần cố gắng mà vẫn nhẫn được, ấy là diện mạo đích thực của tín đồ đạo Phật. Phật không nói dối, người hướng Phật không nói dối. Thẳng thắn với tâm tư của mình, tu nhẫn không phải là luyện vẻ mặt giả tạo, mà là kiềm chế tính nóng của bản thân, luôn giữ được thiện tâm và những hành động chuẩn mực. Nhẫn này xuất phát từ nội tâm,
từ sự phóng khoáng hiểu biết và chừng mực của mình. Dân, cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe hết video của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và đừng quên ủng hộ cho kênh Minh Đường Tử Vi bằng cách like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới và hấp dẫn nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo.